Thưa quý vị, sau cơn mưa lớn vào khoảng 14 giờ đến 15 giờ chiều hôm qua, cùng với lượng nước lớn đổ về hồ Than Thở, phường 12 thành phố Đà Lạt, hàng chục tấn rác thải cũng cuốn theo gây mất mỹ quan khu du lịch hồ Than Thở, cũng như tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường tại khu vực này. Rác nông nghiệp bao gồm vỉ xốp, thuốc bảo vệ thực vật, các vật liệu dùng trong trồng trọt, các thực phẩm nông nghiệp từ các con suối dọc phường 12 đổ về hồ với tốc độ và số lượng khó có thể kiểm soát. Mưa lớn cũng làm mực nước hồ dâng cao, vượt qua đập tràn và toàn bộ dòng rác này theo suối đổ về hạ lưu Mê Linh, sau hồ Mê Linh, rẽ ra hồ Xuân Hương. Những hình ảnh này phản ánh rõ thực trạng thiếu ý thức của rất nhiều hộ nông dân sản xuất ở các khu vực dọc theo các tuyến suối thuộc phường 12. Thực trạng này đã và đang gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, thậm chí làm ngập úng cục bộ tại một số khu vực trên địa bàn thành phố Đà Lạt trong nhiều năm qua. Thế nhưng, những cơn lũ rác vẫn tiếp tục hoành hành sau những trận mưa, bất chấp những cảnh báo của ngành chức năng và sự ngao ngán của nhiều người dân khi chứng kiến cảnh tượng này. Tháng 7 năm 2016, công ty Ánh Dương có chủ trương xin tỉnh Đắk Lắk điều chỉnh quy hoạch khu du lịch sinh thái Bản Đôn, xin xây dựng bờ bao có chiều dài 35 km, sâu 3 m, rộng 20 m trên cơ sở đường bờ bao cũ đã bị bồi lấp, có chiều dài 11 km.